tao cho chúng mày cơ hội cuối. Bò Chợ Lớn theo tao thì sống. Ngược thì chết. Mày muốn tao ngồi chung bàn với mày à? Biến con mẹ mày đi con chó. Mày đâu vậy ông?
Anh có giữ cửa không? Giữ chặt cửa. Anh chạy vô phòng. Đi lên. Sao nó đi đàm phán mà đúng. Đừng đụng tới anh em của tao. Mày chó. Mày chửi hay lắm. Mày chửi 27 á. Sao?
Anh Nam, khu bến xe của anh công an bố giáp hết rồi, anh cũng đang trốn đây. Còn chó, tao còn chưa kịp nói gì mà. Hồi nãy đi giữ chú ơi, thế nhé. Anh Sáu, đã nói đừng bao giờ gọi trước cho tao. Em hết cách rồi. Em đang nghe lời anh tới nước này thì em phải giúp em. Mày đã quậy đục nước như vậy rồi, qua Campuchia luôn đi. Qua tới biên giới sẽ có người đón. Và trước tiên mày phải dọn sạch cái ổ của mày đi đã. Còn nữa, Hai Cường, mày biết phải xử lý như nào rồi đấy. Hey!
Anh hai! Phan lại! Đừng để cho nó thoát!